những cái người có quyền lực. Do đó cái bản chất thì còn bên trong, mà nhân dịp này chúng tôi cũng so sánh cái mà chúng ta gọi là tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ với cái những cái thực hiện nghi thức thờ phượng hoặc là sự tin tưởng hoặc là cái chiêu thức, thì nó đối với đạo Thiên Chúa Công giáo La Mã nó không có khác nhau gì đâu, nó không khác nhau lắm, khác nhau ở chỗ cái biên độ thôi, cái cường độ và biên độ và cái tần suất, cái tần suất. Đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Trước hết là về nghi thức thờ phượng thì chú ý đến cái hình thức, người ta cho ra những cái luật là không được uống rượu bia thì tốt thôi, thấy không? Rồi đi theo đi lễ đó thì phải có những cái phong bì trắng để mà đóng tiền, thì đúng ra là rốt cuộc lại là Chúa lúc nào cũng tiền, Chúa nào cũng vậy, Chúa nào cũng cần tiền, đó là cái điều kiện đầu tiên, không có khác ông Chúa nào hết, Chúa Trời Mẹ hay là Chúa Trời Con cũng vậy hết. Rồi trang phục sạch sẽ, những điều đó thì là vệ sinh thôi, họ đặt ra thành một cái quy luật như vậy. Thì nếu mà chỉ xét về cái đó thì không thể nào gọi là tà đạo. Do đó là khi mà họ đưa ra những cái điều đó thì những cái người mà bị chiêu dụ họ thấy cái này tốt thôi chứ có gì đâu. Đó là cái cách mà để mà hấp dẫn. Do đó là một cái tà đạo mà muốn truyền đạo thì phải có những cái điểm về phía bên ngoài mà đi ra chiêu dụ thì không ai có thể chối cãi được là tốt, người ta tốt quá. Đó là cái cách mà đạo Thiên Chúa đi vào cái giảng đạo qua những cái xứ khác thì cũng vậy, cũng đưa ra những điều chúng tôi tin tưởng là một vợ một chồng thôi, thế thì mấy bà thích quá, ở chồng mình không thể có một cái bà khác, thế là thích quá rồi. Đó là những cái điều mà về mặt bề ngoài đó, và chúng ta không thể nào dựa vào đó để mà nói ok đạo này tốt, đạo nào cũng dạy điều tốt, cái này là cái tốt của người ta. Đấy. Thì rồi sau đó đó thì họ chào nhau, họ gặp nhau, họ chào nhau, họ chúc phước, thì cái chuyện đó cũng tốt thôi. Như là một mấy người gặp nhau gọi là chúc phước, xin Chúa chúc phước hay là xin chào, chúc cho phước nhiều, thì những cái điều đó không có cái gì mà gọi là tà đạo cả. Do đó là quý vị phải coi chừng cái chỗ đó. Thế thì nam thì bắt tay nam, nữ bắt tay nữ thì cũng tốt thôi, nam nam nữ thọ thọ bất thân, thì cái điều đó cũng đâu có gì gọi là trái ngược đâu. Đấy. Đó là những cái hình thức rất là đồng bộ, có quy tắc. Đó. Thì rồi họ nghe đến cái cách, họ giới thiệu tới cái cách cầu nguyện, cách thờ phượng, dâng lễ vật. Đó. Và cái trong những cái cách cầu nguyện của họ đó, họ lúc nào cũng ca ngợi Đức Chúa Trời, ca ngợi xưng tụng. Đó là cái điều mà ở bên đạo Công giáo La Mã từ xưa tới nay lúc nào cũng, quý vị nếu mà quý vị theo dõi những cái câu kinh đọc hàng ngày, không ca thì cũng tụng, không tụng thì cũng khen, vuốt ve năn nỉ lại lục ỷ ôi xem mình là cái kẻ hèn mọn, và phải tung hô cái ông Chúa lên, ca ngợi ông Chúa lên. Đó là cái vấn đề chánh mà bên đạo, tôi là người theo đạo từ bé, tôi rành hết, không có gì khác hết. Đấy. Xong rồi còn cái nghi thức là rửa chân, rồi ăn bánh uống rượu nho, thì cũng là cái hình thức không có bề ngoài, không có thấy có cái gì hại cả. Chỉ là cái hình thức tạo ra cho nó một cách đặc biệt vậy thôi. Nhưng mà những cái câu á, mà họ nói đó, là những cái câu mà thờ phượng, ca ngợi tung hô Đức Chúa Trời, như là họ tập trung vào cái vấn đề khen ngợi Chúa, và cái gì cũng sợ Chúa buồn, sợ Chúa giận, nó cái điều đó là cái luật của Chúa. Cái đó là cái dần dần nó làm cho mình trở thành một cái người phụ thuộc vào một cái gì đó xa vời, nó hoang đường, nó không có đi sát thực tế, và nó biến thành mình là cái người vâng lời một cái nhóm người nào đó, đi theo đoàn thể của họ và vâng lời cái người chủ chăng. Tức là hãy quý vị vâng lời một cái đoàn thể nào khác, tức là quý vị phải xa rời cái đoàn thể của nhà nước, của dân tộc. Cái đó là cái đương nhiên, một người có bao nhiêu khả năng đấy, bao nhiêu thời gian đấy, mà bây giờ để tâm để trí cho một cái nhóm khác, một cái đoàn thể khác, thì lẽ nhiên là không thể nào mà phục vụ một lúc hai ba cái đoàn thể, thì quý vị sẽ xa rời cái đoàn thể của quốc dân, của nhà nước. Đó là cái lẽ đương nhiên.
rồi họ tự xưng họ là con cái Đức Chúa Trời. Thì cái chữ này bên Thiên Chúa giáo cũng y hệt chúng ta là con Chúa, phải không anh Phạm Quốc Khải? Đó. Chỉ khác có cái bây giờ về phần hình thức là họ như đàn bà đó, mang những chiếc khăn trắng. À, rồi khi mà làm lễ gọi là báp têm, tức là rửa tội, tức là xem như là công khai thuộc về cái hội thánh của họ, thì họ cho cái khăn trắng đội lên. Cái chuyện đó chúng ta cũng không thể gọi là tà đạo, thì cái đó là cái phần hình thức. À, nhưng mà nó đánh dấu cái con người đó thuộc về cái hội thánh đó vậy thôi. Đó. Rồi cái quan trọng là nó bắt mình nhắm mắt cầu nguyện để tạo ra một cái tác dụng tâm lý, là mình phải thả hồn về cái nơi mà người ta đã dạy, người ta đang dạy cho mình đối thoại với Đức Chúa Trời. Đối thoại làm sao được, Đức Chúa Trời biết nói đâu mà đối thoại, mà cũng bịa ra những cái câu vớ vẩn như thế đó. Đó. Thì tôi thấy là cái đạo Thiên Chúa cũng không có cái gì khác hết. Đấy. Rồi phải lấy đức tin mà cầu nguyện, không được nghi ngờ, không cầu xin cái lẽ nào trái. À, đạo mình cũng dạy như vậy phải không anh Phạm Quốc Khải? Y chang. Đó. Rồi đạo mình cũng có nghi thức rửa chân, cái tất cả những cái đó hình thức. À, rồi cũng ăn bánh và uống rượu nho. À, rồi cũng có lễ vượt qua. Còn những cái mà họ đeo cái gì, hay là họ màu trắng, hay là ăn mặc sạch sẽ, những cái chuyện đó là không đáng nói, không phải tà đạo ở chỗ đó. Rồi quý vị sẽ nhận thấy cái tà đạo nó ở chỗ nào. Rồi dân lễ vật thì họ ghi cái mật mã của họ như thế nào, Samsung 2 hay gì chẳng hạn, thì cái những cái đó cũng là vấn đề hình thức, tức là làm sao mà miễn số tiền đó là được về đúng nơi đúng chỗ của họ thôi. Rốt cuộc cũng là lấy tiền của quý vị nhé. Đấy. Mà mình lọt vào trong đó lúc nào không hay đó. Rồi sau đó thì sau khi buổi lễ thì người ta mời mình ăn trưa nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị lại thờ phượng cho một cái buổi khác, tức là cả ngày cứ phải thờ phượng. Còn những cái mà cung phụng cho cái vật chất của mình, ăn uống này kia nọ, thì cái lễ đương nhiên họ phải tổ chức, là họ phải nghĩ tới cái ăn uống. Họ mời mình đến là họ cho mình chết đói, mình đâu có đến. Đó, thì tất cả những cái hình thức họp nhau trên màn hình tivi này kia nọ, hoặc là những cái cách mà họ tập trung, cái họ gọi là thôi miên đó quý vị. Tức là họ có những cái cách để họ thu hồn mình, tập trung mình, cái tâm trí mình về một cái chỗ nào đó. À, nhiều khi cái hình thức đó thấy thì không có gì cả, tốt cả, nhưng mà nó ăn rập với nhau, nó làm như vậy trong một cái không khí nhiều người, thì nó có tác dụng, rất là có tác dụng phe nhóm, tác dụng của đám đông, và cái hưng phấn của mình, hoặc là cái sự tập trung của mình, cái tin tưởng của mình, nó cũng sẽ bị cuốn hút theo cái nghi lễ đó. Thành ra cái nghi lễ phân tích ra là bề ngoài không có gì cả, nhưng mà thực hành đồng bộ trong một cái không khí trang nghiêm và đông người thì nó có cái tác dụng rất là kinh khủng. Thì tôi thấy là cái đạo Thiên Chúa cũng không có cái gì khác hết. Đấy. À, đạo mình cũng dạy như vậy phải không anh Phạm Quốc Khải? Y chang. Đó. Còn nếu mà thí dụ như họ nói về ngày tận thế, năm nào tháng nào đó mà nó chưa xảy ra, thí dụ như cái ngày tận thế thì người ta nói là chàng rể sẽ đến. Đối với con gái thì người ta gọi đưa ra những cái quan niệm như là chàng rể sẽ đến đón cô dâu chẳng hạn, là trong ngày tận thế đó. Mà chưa đến thì họ nói là chàng rể đến muộn vì lý do này vì lý do kia đó. Đó. Còn nghĩa là khi một cái lý thuyết nào đó mà chưa đưa ra, mà chưa có xảy ra, chưa có đúng đó, đó. Thì họ nói là Đức Chúa Trời cho thêm thời gian mà để cho các chị em mà nào mà còn chưa có tin hẳn đó, họ có cơ hội để mà họ ăn năn. Đúng là lưu manh. Trong khi mà họ quảng cáo cho những cái lý thuyết của họ về ngày tận thế hay thì này thế kia đó, thì đồng thời họ cũng miệt thị những cái niềm tin ở bên ngoài, hoặc là những cái tư tưởng, những cái điều mà suy nghĩ của người thường ở bên ngoài. Họ cho rằng những cái thông tin của những người bên ngoài hội thánh của họ đều là những thông tin vu khống, giả dối của Satan, của quỷ sứ. Tức là họ vừa nhục mạ, sỉ nhục những cái niềm tin khác. Đó.
thì họ chỉ trong lúc đó thì họ cũng ca ngợi những cái điều của họ là những đấng tiên tri, và họ bảo mình đừng có nghe lời ai khác, ngay cả cha mẹ ruột cũng đừng có nghe lời, chỉ có nghe lời họ mới là đúng. Đó là một cách là họ đã là cái người đầu tiên vi phạm cái luật mà gọi là không được xúc phạm những cái người khác đó. Thế thì cái bước kế đó là cả năm rốt cuộc lại là họ chỉ phục vụ cho một cái niềm tin huyễn hoặc hoang đường như thế đó. Rồi càng ngày những cái người tín hữu mà họ gọi là thánh đồ đó bắt đầu xa rời thực tế, lúc nào cũng trông chờ vào cái sự ban phước của Đức Chúa Trời, trông chờ vào cái lời cầu nguyện. Mà quý vị mà tiếp xúc những cái người mà đã thực là bị thu hồn rồi đó, là quý vị thấy họ mơ mộng như thế nào, nhìn thấy con người giống như là không có được bình thường nữa, đó là họ bị xa rời cái thực tế rồi đấy đó. Rất là nguy hiểm. Thì cả năm, bởi vì năm tháng lúc nào họ cũng nghĩ tới Đức Chúa Trời, để thật mà đi thờ phượng một cái người mà họ không biết mặt mũi ra như thế nào, không biết người đó tốt hay xấu, họ cũng vẫn bắt buộc phải nghe theo và phải tin rằng có một cái người đó tốt như thế đó, hay là sẽ cứu mình như thế đó. Mà thực tế là không lo cứu mình ở hiện tại, mà cứ lo rằng à mai mốt đây các ngày tận thế là sẽ có người cứu mình. Thế thì quý vị thấy là có phải là họ đã đưa những cái tôn giáo như thế này, đã đưa cho người ta sống xa rời thực tế và không có lo cái chuyện ở trên thế gian này. Nếu mà những người đó là sống giống như là bị trở thành những cái người gọi là bị tâm thần đó quý vị, đó thì quý vị thấy là có hại cho xã hội rất là nhiều. Cái điều này là có trong cái bên đạo Thiên Chúa giáo y hệt như vậy thôi. Như cái đạo Công giáo mà thuộc Vatican thì họ có rất nhiều kinh nghiệm, họ đụng chạm rất nhiều rồi, thành ra họ cũng bớt tiết chế lại, chứ còn cái bản chất là giống y. Đó, nãy giờ tôi hỏi anh Phạm Quốc Khải có cái gì khác đạo chúng ta không? Cũng có những cái niềm tin đó y hệt thôi. Thế thì bây giờ cái tới cái phần nguy hiểm nhất là cái phần chia rẽ trong gia đình. Cái đạo này nó tạo ra chia rẽ gia đình. Cái này tôi nhấn mạnh trong rất nhiều cái bài về tôn giáo. Là sao? Là họ là những người chia rẽ dân tộc, chia rẽ trong gia đình ra xã hội. Mà họ tối ngày họ khi mà mình nói ra thì họ nói mình là cái người chia rẽ tôn giáo, chia rẽ dân tộc. Họ rất là ngược ngạo. Và tôi cũng nhắc lại, mỗi một lần tôi nhắc lại, tôi chứng minh cho quý vị xem họ là những người chia rẽ trong gia đình thế nào. Đây là một cái báo cáo ở trong cái kênh VTC News nhé. Họ nói là trước năm 2018 đã rất nhiều sinh viên bị dẫn dắt vào đó, nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì vợ theo hội thánh còn chồng thì không theo, hay là ngược lại, gây ra xung đột tín ngưỡng trong gia đình. Bố mẹ từ mặt con thì con bỏ nhà ra đi. Đó, cái cô này cũng chia sẻ như vậy. Đó là cái sự chia rẽ trong gia đình là thấy rõ. Và cái chuyện này đã có từ trăm năm nay, cứ mấy trăm năm nay, do cái đạo Thiên Chúa gây ra biết bao nhiêu sự chia rẽ trong mỗi gia đình mà có một người đi theo. Ngoại trừ ra trường hợp là cả gia đình đi theo thì họ lại chia rẽ với cái xóm của họ, hoặc là cả xóm họ đi theo thì họ chia rẽ với cái làng khác. Đó là cái sự chia rẽ dân tộc, mà họ ở trong cái nhỏ thì họ chia rẽ nhỏ, ở trong cái lớn thì họ chia rẽ cái lớn. Quý vị không có tránh được cái tội này đối với tôi đâu. Tôi nhắc lại là tại vì quý vị cứ chụp mũ chúng tôi là chia rẽ tôn giáo, một cái câu thật là vô lý, vô nghĩa nữa. Thế thì cái lúc mà đầu tiên mà xôn xao về cái nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đó, là nó có gốc từ Đại Hàn đó. Thì một cái giáo dân yêu nước mà chúng tôi biết đó, là cậu đó là tên là Nguyễn Trọng Nghĩa. Cậu có nói phản ứng về các lời tố cáo gọi cái đạo đó là tà đạo, thì cậu thấy rằng tất cả những cái điều đó đều giống như là đạo của, giống như những cái niềm tin, những cái giáo lý, những cái điều mà trong đạo Thiên Chúa dạy cậu từ đó tới giờ đó. Thì cậu nói là ai đó là tìm cách là muốn chống cái đạo Thiên Chúa, cho nên là mới chống cái, mới đưa ra những cái điểm đó của nhóm của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.
tức là nó giống nhau, tức là chính cậu đó cũng công nhận là nó giống nhau đó. Thế thì tại sao mà cái đạo Thiên Chúa giáo không có gọi là tà đạo mà lại được công nhận? Đó là vì cái hoàn cảnh lịch sử của nước ta. Thì chúng tôi nhắc lại là lúc đầu đó là các vua quan là khi mà tiếp xúc một thời gian rồi đó thì đã đặt cho cái đạo này là tà đạo, và đã có những cái hình ngày xưa để lại là những cái người mà cứ theo mê muội đó thì đã bị in cái trên cái mặt là chữ tà đạo. Đó, đó là cái, nhưng mà cái hoàn cảnh nước ta đó là thua nước Pháp vào chiếm, và họ đô hộ chúng ta gần cả trăm năm, và tiếp theo là Mỹ cũng là một nền văn minh Thiên Chúa giáo, do đó là cái chữ tà đạo bị họ rửa sạch và họ đổi lại là đạo yêu thương, đạo bác ái. Thì cái chuyện đó là, và chúng ta cũng công nhận, cũng không phải là chúng ta nhà nước công nhận cái đạo Thiên Chúa ở đây cũng là vì lý do lịch sử, là vì họ đã ở đây lâu đời rồi và chúng ta không có thể làm gì khác hơn nữa. Và công nhận không có nghĩa là nhận rằng chúng tốt, nhưng mà đó là cái điều kiện lịch sử, do đó mà cái sự công nhận thì tức là làm cho họ có một cái tư cách pháp nhân đó, còn cái chuyện tốt xấu là chúng ta phê bình sao. Thế thì ở cái nước khác, những các nước khác mà không có bị Pháp đô hộ hay là Mỹ đô hộ, Mỹ xâm lăng gì đó, thì họ phản ứng như thế nào về cái đạo Thiên Chúa này? Thì chúng ta thấy là họ đã nổi lên, họ đã bỏ nhà thờ là một, và cái nước Tô Cách Lan đó, họ ngày 8 tháng 4 năm 2019 đó, chúng tôi thấy có cái tin đăng là theo luật mới của Tô Cách Lan đó, thì cái kinh thánh và giáo lý Công giáo đó có thể khép vào tội khích động hận thù. Và chúng tôi cũng đã đưa ra nhiều cái đoạn kinh kích động hận thù trong những cái clip khác. Có thể tóm tắt ở trong cái bài này là trong cái kinh thánh đó, chúng ta đếm thì nó có tới 127 chữ quân thù ở trong kinh thánh. Quý vị xem một cái kinh gọi là kinh thánh, ai mà nói đạo nào cũng tốt thì quý vị hãy nghe đây. Cái một cái đạo, một cái tôn giáo mà có 127 cái chữ quân thù và 223 cái chữ kẻ thù, thì quý vị xem tất cả là có là 350 cái chữ kẻ thù hay là quân thù ở trong đó, ở trong cái mà gọi là thánh kinh đấy. Thì các bạn chỉ cần biết, các bạn vào đếm đi, xác minh cho cái chuyện đó đấy. Tôi kể sơ sơ cho quý vị nghe vài cái câu mà nó có chữ quân thù nè. Ví dụ như cuốn sách Dân số chương 24, vua Balak nổi giận với ông Bileam, vua đập tay và nói với ông Bileam: ta đã mời ông đến để ông nguyền rủa quân thù của ta, nhưng này đã 3 lần ông chỉ chúc phúc cho họ cho nó mà không có nguyền rủa. Đấy, kinh thánh đấy. Hoặc là cái chương 20 đệ nhị luật, khi ra giao chiến với quân thù, nếu anh em thấy chiến mã, chiến xa và quân binh đông hơn anh em thì anh em đừng sợ chúng, vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em lên từ đất Ai Cập ở với anh em. Đọc thêm một cái nữa đi, cho đủ 3 cái. Đệ nhị luật chương 20, ông sẽ nói với họ: nghe đây hỡi Israel, Israel là Do Thái đó. Hôm nay anh em sắp sửa giao chiến với quân thù, đừng sờn lòng, đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, đừng run khiếp trước mặt chúng đấy. Thì cái lịch sử của đạo này là toàn là chiến đấu với quân thù. Thành ra luôn luôn là có kẻ thù và quân thù. Để kết luận cho cái phần này thì một lần nữa chúng tôi xin nhắn với anh Phạm Quốc Khải, hoặc là tất cả, hoặc là bất cứ những cái giáo dân nào cảm thấy không đồng ý với chúng tôi về tất cả những gì chúng tôi nói, thì xin cứ nhắn tin. Chúng tôi thấy trao đổi thành thật thì chúng tôi trao đổi, còn nếu mà chửi rủa hay là tìm cách móc ngoặc hay là chụp mũ đó thì chúng tôi xin cho qua. Dạ, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hy vọng gặp lại quý vị lần sau. Kính chào.